Có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nghe. Nửa Nữa. nửa gia tâm trữ bà, có lẽ còn khoảng 30 phút nữa bà tâm trữ. Sriêng sriêng bà sinh hong này bà sinh hong. Có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nữa. Sen Có lẽ con có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nữa. tâm trở bây trẻ Có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nữa. bà thì ví Có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nữa. bà mình đi. Có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nữa. Bà bong mài vá. Có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nữa. Ly chính. Có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nữa. Dạ, bong sọc chía. Có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nữa. Bà bong thầy lấy. Có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nữa. Bà mình lấy. Đó, bọn Superet. Có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nữa. Đà một bên. Có lẽ sẽ có khoảng 30 phút nữa. Bà mong quen rốt. Bên quen quen vốt. Có lẽ sẽ còn khoảng 30 phút nữa. Ok, ở quên tràn bà. Là việc riêng bỏ dưỡng cư là dưỡng cọt. Bê đại sơ xem cọt. Án dưỡng hiện án tam dưỡng cọt. Cắt clear nâng trồn hay dừng nốt với mình nè Thầy, có lẽ nó tay mình thầy. pro hai Chắc khoảng khoảng ra hai pro đài hai cả thầy. đài bà pro hai đài trong khu vực dồn. Ok dừng miền clear mùi này là mình tên nằm lập xong rạp ca ưu tiết ho ai nè tặng học nghe nghe xua nó không cả pra biết pro hai bỏ phía xa Việt Nam. Phía xa Việt Nam pro hai vì miền pi tự bầy là biết nó không cả pra bà nè bà chẳng dừng dạy ông pi biết có lẽ môn dân bà pro hai này ưu tiên hoa dân pra nâng nông bạc bọt ha pro hai nơi sol mà nó pro hai nơi sol pi mau pro hai nơi sol đọc để ti chẳng từ nó mà rư co pro hai nhóm mặt bàn tư pro hai nhóm lục bộ lây vì mình miên ca priệp thiệp cho mùi đường lê chê mà nó mà anh nói dân pra biệt có lẽ nè bà ông lễ kê hai tháng maybe ông lễ bị chớn này vía mà làm việc maybe bạn ạ có lẽ bà đọc p à khoảng vía có pro hai đây không ai với ngày hai pro hai đây bà tại bị khoảng đấy bị chớn nhưng pra chấm púa tại tôi chấm mùi đường lệ ca priệp thiệp lệ bà chấm nuôn lệ được có p và lý vậy mùi nè pro hai đọc này ti pro hai mà pay đô la pro hai đọc mai pro hai cả lạc mau ông tiệt nâng nè khoảng nửa tiếng nữa ấy chăng đây bà nó cứ dùng ra việc khoảng anh ấn ông lễ bị chọn cái hai là about là anh ấy mà là about nè ok là xua vô làm pi bị có lẽ cho mọi người bị khoảng này à bị khoảng bị chọn nhưng lễ dùng ra bị chọn tại tôi cho mọi người lễ và lễ tay để cho bị khỏi vì cho tay mà đâu nè cho làm chân cho bà này và dân khơi tháp bên này dân para bị pro hai viết tệ tông ta hát ha pro hai nhôm tinh và hai sam sấp đô la nhôm tinh pro hai sam sấp đô la à pro hai nó nhập prai cái đang học này prai nó nhập prai cái khoảng tập trời khoảng và pro hai năm cao khi nhôm tinh Việt Nam có lẽ tập trời có lẽ là dân anh trai chân pro hai mau pro hai và hai mong pram là nghĩa nhôm chuột bòn khoảng dạ tâm trời nhưng pram việc khoảng nè khoảng 5 giờ tôi gặp anh à, cái lại nâng bạn để bọn môi nâng cò dân ai pram việc có lẽ bàn này tại phía trai anh kia pram việc khoảng vì tâm trời chất sắp phía rồi tập bài sắp phía rồi cái pram việc khoảng cũng chờn chiều nè phổ bị miền lệ pram là khăn nằm dân chẳng làm cho nó xua phở nói là miền lệ bị cái tôi đi đó xua vô này ok nè ok có lẽ sẽ còn sẽ nó cứ nâng 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 nữa mà nâng nâng sợ này
cùng chờ lõm mà nâng đi ha mà sơ khác nơi à hướng chờ lõm mà nâng pi nâng tiệt và sẽ và nâng đi mà sẽ nâng còn còn nâng cứ nơi nơi sol nơi miền nơi bình to ấy nâng cứ dùng ra việc còn nâng à ha mẹ nơi cả lại nga đi và việc còn nâng ra chùm pua ở vậy để dùng nơi sol chẳng nơi sol sam sam này ti đi đâu bà nâng dùng ra việc còn khoảng khoảng nâng cứ pro hai ba 30 phút 30 nít tí 30 phút nhưng anh thật 30 phút được 30 phút các bạn 30 phút nửa nửa nó cứ tiệt chung ngọt lắm như chung ngọt lết liền như chung ngọt lắm và không biết thế tập hồi lời cô ao ấy cô ao ấy chắc bị khổ không cho bong về when what và bong when what ưu tiên ho cô chọn vậy ta pro hai là nghĩa như pro hai là nghĩa ní bon là vô vậy mày đấy quang có lẽ chiều nay không có để chiều lại anh tôi bận, không có đánh anh bận bon là vô không có rảnh ở tầm này không có rảnh ở tầm này đấy bon là vô anh bận nét mà anh bằng trời nay viết điện nè đại gọi là dùng prai chậm này ta bơ đôi bon tha bon san bon nà ri thâu thì ho cô vậy tha pro hai sai pro hai sai nhung từ sala riên còn sai ngày mai có lẽ ngày mai tôi đi trường học đi trường học đó mà đi học về đi học đến tới riêng đi trường học tới sala riêng có lẽ ngày mai tôi đi trường học tầm trời bạn đó hãy bong ở quần tràn tao bong sọc chén bạn bong sọc chén sọc hèn và bong sọc hèn bạn pro hai ngày sau ai miền này chung ngữ trả nè để mày đấy bong sọc hình có lẽ ngày mai có bệnh nhân nhiều lắm có bệnh nhân nhiều lắm tâm trời có lẽ ngày mai có bệnh nhân nhiều lắm bệnh nhân nè chung ngữ nè chi diêm nốt việc mà nè bệnh nhân ở quân trả anh bong mà nè là bong xịp hạt mà nè bong tính pro hai $20 chi mua khoảng $20 dạ tầm trời chi mua khoảng $20 nè bà là bong xì nè ông con trai bong xì phạt bà bong xì nè bà tóc đi pro hai pi mày tập thể thao mà đấy tập bàn bán khoảng hai mét bàn này khoảng 2 mét nè bàn này khoảng bảy mét hai mét tầm trời ba mét được kia bạn giờ ai vậy tha cái bàn có bán rồi có bàn đó mà tập cái bạn có tóc đây mà này nâng ni hê anh tiện này mà nhớ chẳng bàn này tóc ní khoảng 2 mét pro 2 pi mét tóc xên hồng mà pro 2 30 nít tí tiết nhóm từ chuộc bọn khoảng 30 phút nữa tôi đi gặp anh. Yeah, very good. Tâm trời khoảng 30 phút nữa tôi đi gặp anh đấy. Trong prai chẳng nó mà không biết có lẽ mới khoảng. Lạ nào chứ. Ba ok, dân dạy ông pi bịa mùi tiết, dân dạy ông pi chỉ ở miền ấy đi, bộ này bộ sẻ, bộ còn lấy việc xua đi, nó không cả prai dù tới dân chạy. Tập dân mà clear và tổ bỏ dân, mà dân chụp bịa thamay nữa mà.
về riêng nó không xong là để giờ mình chụp biết thay là hốt bộ mà mê riêng cứ việc cái chị ăn tập bát này dây ông pi bắt để bát mùi mà nó miền ca sùng càng nghe sai nó miền sùng pi càng nghe miền tẹt tông ai thi em xem xem tiền tụ từ cái hai tụ từ dân liền dữ dân trong đồng pi ấy và thái su khổ và thái đời dân đã bị bị trù nè xong thì tụ từ riêng bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Dạ yeah, ok bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Cái này hiện bà tích nhá. Bà hiện bà vô vô này này vô với hiện khó hiện cho con vì này mẹ dừng à, bỏ dừng mày đấy. Mình là bỏ bạn. Nè mì, nè miên rồng khám phê chăm du hiện mùa nhật tì ạ. Dạ yeah, tâm trời bà nó riêng du bình tích ạ. Tâm trời đôi bông xịp hát có bạn bọn nó cứ trầm trời ta bật khmai dân dân đập trong bị khôn thử dân bọn trẻ vĩnh và bọn tam lại cả đặt khmai cứ dân vậy hả nẹ miên khơi lòng khan pê đè nẹ riêng chấm du bẩn tịch ọt mà nó miên khơi tha lòng khan ọt lòng khan nẹ tha thở chấm du bẩn tịch ọt bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Chắc là cái này bởi dân trong đặc khớn cư dân ai prao việc thấy là cái này mỗi bàn đó prao bàn bên đây là time bàn bạn có thấy phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Việt Nam ở thời cá việc khơi đặt lại khơi nó nghe đã đá còn vậy đó nẹ miến lòng khan và pế trời chấm du bình tịch ọt nè ọt thế thì vô dân cách này vô là thôi mà đá ta kê hai dân chăm và hai dân mình tiết tiết miền ở rộng với ta lòng khan mình tên ăn ao chua plea mới nơi ta ao chạm thiệt nâng cà xua chẳng anh ấy cứ chơi sầm nùa nè lên đấy cứ chơi chơi sầm nùa bạn bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không ta bà này án bà bong quên quên vột án bạn có phải bạn có phiền chờ lâu một phiền phiền mà đòn tiếp bạn có phải phiền khi chờ lâu một chút không? Dạ tâm trời bà bằng nà rí bà có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Dạ bạn có phiền khi mình thì đó khi chờ lâu mà đâu tiền bà có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Tâm trời bà bằng số khệ số hiến khi chờ lâu hơn một chút không? Dạ, tâm trời bằng xịp hát. Bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Bạn ăn phiền nè, phiền. Phiền. Ừ, tâm trời. Bà, bọn xin nè. Bọn xin nè, bà họ lưu thầm lén. Bà xin hồn. Xin hồn. Bà bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Ở phiền nè, phiền. Phiền. Ờ nhông mơ khơi nhầy dấu khôi bạn quyền. Bạn lại lời. Dấu quyền á, dấu quyền. Nè, các bạn xem không mấy gì được gõ rồi. Ừ, dấu quyền. Có phiền đó. Ok, sáng. Bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Bà, bọn thị vĩ. Bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Bà, mình lý. Bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Bà, mà mài vá. Bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không? Lý chính. Bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút và cho bạn lò tao bông số chia bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không thay lấy bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không mình lấy một phiền có phiền bạn có phiền khi chờ lâu hơn một chút không ok tạm thời ở quân trai mình lấy cho một bông phiền đó mà ok
bây giờ dân riêng phía xa bỏ tới dân thật là copy nâng ở vậy để kia vậy nè và dân thời đang dạy tam kê dân ở ai tam dân chia lạc là phía xa mai dân hay dùng một bỏ hay dân dùng một ra ban đi và chuẩn khai mai dân chia lạc là bị dây xe cái hai ta tầm lọt nó không biết xong đây dạy viết xe bị chuẩn bỏ tên và xong bây giờ ông lễ cả chân nước hình như ông lễ có việc ọt bỏ chia lạc là đôi Việt Nam đây hay việc ọt bỏ đôi mai dân đây nè và việc còn miền lạc là bỏ bỏ việc xe này và nè bạn có phiền à phiền nó cứ làm khan như vậy ông bị phiền thì mua làm phiền làm phiền rứ có phiền nay smile kia nè bạn nên ở đi về để dân dạy cách dân dạy ta phiền chẳng máu bạn mà bên đây ta rồng khan thì mua làm phiền rứ có phiền cứ rồng khan bà rồng khan bà phiền khi chờ lâu pế chờ lâu chăm dù chờ lâu chăm dù hơn hơn nó cứ chiên bà một chút nó cứ bận tịnh bà không không nó cứ on bà liên quan đến dân pra nó không phải để bật để dân hai mà đưa mình nè đây có rồng chăm mà vậy mùi chăm dương chân mau tơi cho mùi có được có chăm mà vậy mùi mà sùng cọt chằm ta miền lòng khan một anh chằm nhôm tịch ở đây tầng tư đấy bà ok khổ xua bà tao bằng pén u tia ho bằng pén u tia ho dân cho dễ biết ha bà nhôm cùng bông ta là bồ bong cùng lòng khan nhôm tôi đang băng anh đừng phiền tôi nhé yeah, very good tâm trời tôi đang bận anh đừng phiền tôi ha ha tao mình lấy bà mình lấy quát bớt chia lòng khan nhóm tràn này cô ấy bớt chia thật sự phiền tôi nhiều lắm nha yeah, tâm trời cô ấy thật sự phiền tôi nhiều lắm ô con tràn mình đây cô ấy thật sự phiền tôi nhiều lắm quát bớt chia lòng khan nhóm tràn này bà bông thay lấy bà cúng bù cái rồng khán kế tràn bề đứng câu đừng giỏi cúng bù cái đứng giỏi đứng giỏi làm phiền người ta nhiều khoa yeah very good tâm trời đừng giỏi làm phiền người ta nhiều quá ha ha đừng giỏi làm phiền người ta nhiều quá cũng cùng một bộ ca làm khan kia cho anh biết mà đó bà tập bông sụt chía bà cùng hai con nhóm ở trong làm khan có tí đừng kiểu cô ấy dạ không nhóm ở trong làm khan có đi tôi không muốn làm phiền cô ấy dạ yeah, tâm trời tôi không muốn làm phiền cô ấy đâu đừng kêu cô ấy tôi không muốn làm phiền cô ấy đâu ở đâu nó cứ tê khăn khỏi nè cụ thêm đâu nè chấm lại bánh sạch ok ok con trai anh bọn đừng kêu cô ấy tôi không muốn làm phiền cô ấy đâu bà tỏ lý chính bà ôn đi dây hai hai ấy bon che ta làm khan ôn rồi hô trắng lý chính tỏ ọt lưu dùng lệ anh tế lý chính bà ok dừng dậy đọc biệt và tốt bà chờ lâu hơn một chút chút không chờ lâu nó chăm du chờ lâu ok bon mài quá bà dạy em bị chờ lâu cô này dạy em bị chờ lâu nhóm trơ chăm du bà nè tiệt em phải chờ lâu bao nhiêu bao lâu nữa bao lâu nữa dạ bà nè tiệt dân phải bị bao lâu nữa bao nhiêu nữa bao nhiêu nữa có bán này bà em phải chờ lâu bao nhiêu nữa
bao nhiêu nữa bàn tay bia sơ trầm trớ bia trở nhập ra việc bao lâu nữa bao lâu nữa cho nằm dù bà nè tiết đó bà nè tiết đó bà hai đây bà nhân dân ập ra việc bao nhiêu nữa dân ra việc bao lâu nữa đời xa thả việc bao lâu nữa vì tẹt tôn cho nó pp và lý à ai đã tẹt tôn cho mỗi đồng p và lý bà nè tiết dân ra việc bao lâu nè tẹt tôn p và lý à ta bờ tẹt tôn cho mỗi đồng chùm luôn và chùm luôn niêm em xem xế nhưng việc bao nhiêu nữa à miền việc mới tiết được việc bao nhiêu nữa khu nông bây giờ lại đi tích bao nhiêu nữa mà đấy do chậm nói pi nó khôn dậy sần còn nè tiết p đại viết tẹt tôn chậm muốn nó chậm nuôn đây thay chậm nuôn niềm xem xem đấy do còn nè tiết trơ ca còn nè tiết tinh còn nè tiết nha anh đang tập nắng cứ đưa cò trơ ca lui còn nè tiết ấy nắng cứ dân việc bao nhiêu nữa nhưng phải việc bao nhiêu nữa anh đang viết tâm trơ đã p viết tẹt tôn chậm muốn nó p và lì nhôm trơ chấm dù bần nè tiệt nè nè dù bần nè tiệt à bao lâu cô viên miên bị dù à miên bị dù à và bao lâu nữa dạng tiếng Việt đã tôn về về lìa nhưng ra biết bao lâu nữa nè và chấm nổi nâng đôi chơi lại anh ạ ông lấy cái hai ta how long và anh ấy cái hai ta how long anh ấy how much nè rồi còn how money anh ấy biết chơi how money nè và anh ấy how money yeah. Chờ sự rủi dồn hào lón về chờ nhưng phải cho mùi phê về lý đi nhưng đại phải cho mùi nâng chùm nguồn này chùm nguồn niêm đi ok màu dương mơ mọc liệt và tỏ bỏ dưỡng bà trong trái dương cắt clear nhé clear là dương nè dương của bông hiến nè dương sốt bia không vấn đề gì không vấn đề gì không vấn đề gì à, không vấn đề gì ngon bên trên xâm lý Hà Nội chẳng áp à, gì nó có trên là gì ở dân chọn anh ta gì ở bán này không vấn đề gì à, không vấn đề gì bạn nè bạn ta bằng quên vụt án không vấn đề gì không vấn đề gì tâm trời bằng bằng nà rí không vấn đề gì đà tâm trời bằng sục hẹn bằng dịp hẹn không vấn đề gì dạ bọn tập xây hóng không vấn đề gì sáng không vấn đề gì dạ bây giờ đã không vấn đề gì bà thiếu ý không vấn đề gì mình lý không vấn đề gì bà bọn mài vá không vấn đề gì bà bọn sụp chía không vấn đề gì bọn thầy lấy không vấn đề gì bà tâm trữ mình lấy không vấn đề gì biển không vấn đề gì dạ tâm trữ việc mới đấy dùng pranap để no problem là lại anh cái pa dương cái ao dương trăm rồi có cái thừa vậy mùi cho cái sùng tôi dương ấy vậy thôi ăn miếng pa nhảy đi mà ăn miếng pa nhảy thì không vấn đề gì không vấn đề gì viết ra được việc không có gì đây nè và việc điện này ta không có gì đây mà không vấn đề nó cứ pa nhà ok dân dạng bị pa nhà vấn đề note nè việc tầm khan thầy không sao đâu mà việc được mà không sao đâu cả bạn tâm trạng ở IT và ở IT không sao đâu dùng bọt máy ở IT không vấn đề gì ở miền bành hà ấy không có gì ở miền ấy nay viết điện nè bà chắc nhân vậy em bị biết vấn đề và vấn đề vấn đề bằng mình lý mà bằng mình lý bánh nhà hà ní thùng nè bà mình ai đọc sai ấy là bà nè vấn đề này lớn nằm lớn tâm trời lớn lắm không lớn lắm không mình ai đọc sai ấy là bà nè
Con thầy đọc ra mới thầy dạy viết. Con thầy dạy viết bài bây giờ bây giờ được. Dạ. Bây giờ được. Mình ai đọc sai lời ba này nè bà. Dạy viết. Ok, giải viết cứ đọc sai nè bà, dạy dùm mơ một việc giải viết ở cụ bà. Chúng ta dừng hiện là không ca bà cao bây giờ như là chụp việc mày bà giải viết bà nhá, ta giải viết đó bà này. Dạ, giải viết cái được rồi, giải an trong Hà Nội trong món giải quyết giải quyết hiện bà an giải quyết không thể giải quyết được hiện bà an này. Hồ Chí Minh giải quyết giải quyết đọc sai mà không thể giải quyết được. Ok, tao bằng thiếu ý mà. Bạn nhà đi bê nà bong đọc sai nhộm. Vấn đề này khi nào anh giải quyết cho tôi? Yeah, very good. Tâm trời. Ở con trai bằng thiếu ý. Bà, nè. Ok, bỏ, bây trả đá. Bà, bạn nhà hàng đi xong xa nha. Bà bị bà đọc ra nha. Vấn đề này mà cô tâm được khơi nãy cô lệch bà tiền này. Smok xa mà nha. Ok. Phức tạp. Phức tạp. Thế mà vấn đề này tổ hợp với ba này thật. Ai ghê, bà bị ai ghê. Tổ hợp. Ở đây, phức tạp. Vấn đề này phức tạp lắm. Để chưa thấy. Bị bạn đọc khó sai. Giải viết lắm. Dạ, tâm trời, nát bà. Ok. Phức tạp. Nè. Smok smang. Phức tạp. Phật Sman. Tôi thề riêng thì ra Việt Nam Phật Sman nha. Học tiếng Việt Nam phức tạp lắm. Và trai trong bàn này Phật Sman. Bạn nhà đi Phật Sman nha. Vấn đề này phức tạp lắm. Nhưng mà mơ clear và to bỏ dường tiết. Ok, bà. Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. Bỏ dòng mày đây. Xong mà ta ở kia mơ ban tên là Brong Robot. Dạ, very good, tâm trời. Xong mẹ ta bà ở kia nhóm mơ ban tên là Brong Robot nè. Nên ngó có đấy chăm khổ tịt nhé. Chẳng dương miền biệt thầy mối dương biệt thầy xin vui lòng. Xin vui lòng nâng cứ xô mê ta. Xin vui lòng xô mê ta. Cho tôi ở nhóm xem mớ thẻ bảo hiểm. Và thẻ bảo hiểm banh thần địa đạp rồn. Dân thẻ nâng cứ banh á. Banh này cái đâu dân bảo biệt thẻ banh thầy không. Banh bảo bó ban thân nhiệt kia và ban visa ban ấy nâng mà nè đã đặt ban ban bật bó đôi dân thợ bằng với nhé bằng lái bằng lái và thẻ bằng lái bạn mà ban là cái nào cát thầm thờ ní thẻ nó cứ cát mà bỏ thật cát trời là cái nào được cát bỏ thật cát mình bỏ thật ban này cát cát thân nhiệt đập rồng bỏ thật cát thân nhiệt đập rồng và bỏ thật ban này thẻ cứ cạp và lẽ cái nào đôi à cạp visa cạp cạp thì kia ấy nè mà nè và dùng para bị thẻ nè
bảo hiểm là thì nè đập rồn bảo hiểm hả bảo hiểm bảo hiểm thì nè đập rốn của bạn robot robot nè bà xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn bằng quên quên vô xong em xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của tôi ở của bạn. Chà tầm trời. Tên này bọn anh là chờ nó bán từng tích mà phải đòn này mà kia nó à, vì rốt mọt. Ở con trai bọn bà. Bà, bọn nào quý? Xin với lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm có bạn. Bà, ở con trai đó, bọn sọc hình. Xin với lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. Bà, ok, đó bọn xịp hát. Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của tôi tắt của Của bạn. bạn, dạ, ok, đó, xin hỏng. Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. Bà, sáng. Xin vui lòng cho tôi xem bảo thẻ bảo hiểm của bạn. Bà, bây giờ đã. Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. Bà, bằng thiếu ví. Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. Bà mình đi Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. bà bọn mày mày vá Ông cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. bà bọn sụt chía Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. bà bọn thay lấy Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. bà mình lấy Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. bà phía rất mong số phía rất bà một phía rất tọc một bến Xin vui lòng cho tôi xem thẻ bảo hiểm của bạn. bà ok ở quân tràn bọn bà sao dương ở trên xem lệnh bàn ló mà ở miền này là để thời cái con tràn đấy xong khăn như thời đập bàn tròn về để dương đập bàn tràn hai cái hai ta đập cột dương sru bên trên xem lệnh nè bà là dương ở sơ score về tế dương ở sơ score về tế dương đập được và bà đập à mà nó đập dương đấy xin vui lòng cho tôi xem cho tôi ở nhóm xem thẻ bảo hiểm thẻ nhập pha được biện cát vì mình bắn đi mà nó cát cát thì nè kia cái hai kia cát thì nè kia thẻ ngân hàng thẻ ngân hàng dạ tầm trời đó bà thẻ ngân hàng thẻ ngân hàng thì mình cát đẹp xinh vậy đấy nè ngọt đấy cát đẹp kia của tuần ca toàn nực khơi nhỉ thẻ ngân hàng đó cát thì nè kia cát tôi sắp thử thẻ cào thẻ điện thoại thẻ điện thoại thẻ điện thoại dạ như còn cái hai là thẻ cào của bạn này và hai bạn pì dạ thấy ở cạc cạc sớt thẻ học sinh này thẻ sinh viên thẻ học sinh của bạn này mà tay cái hai là thẻ sinh viên trợn chiền đấy mà thẻ thuốc ngừa thẻ vaccine thẻ chích vaccine thẻ thuốc ngừa được không thầy? Thuốc ngừa ở bàn trong trong cuộc bây giờ lại đừng tìm bà mấy bon si phát ban xua ở rương cát sơ bà thẻ sinh viên thẻ học sinh à bạn tại vì phải bị sinh viên chuẩn chiêm mà đi mà mơ sinh viên mới sinh thẻ sinh viên cát sơ đấy bà sinh thì sinh ấy nè mà nó cái hai ta thẻ sinh viên ở đây về à các bạn sang bao dương nón cái hai ta thẻ chích vaccine rồi có thẻ vaccine đó thẻ tiêm vaccine của bạn này bà bọc pin bọc biết cứ hai tháng thẻ tiêm vaccine bà ở thuốc ngừa tháng năm bà sang cho mỗi lần tháng năm bằng ca bằng ca bị khó khăn tháng năm bằng ca bị khó khăn đấy bà sang thì bằng ca hay thật bà sang thì bà sang bằng ca bong ca cho người thơm bong ca xin tí bà sang
bà sang bia lẽ nè bà sang đi bà sang thay mày miền này hai bà sang thay bằng ca ta bằng ca thay mày dân ai ban ta dân bờ dân kịch tháp pi nâng về đôi khi dân prau ban đôi khi tại còn là Việt Nam à bia đài dân prau bia à cát cát chặt bà sang á việc mai dân hai cát bà sang đi bà sang bà xin đúng bà bác xin vạ xin làm gì chẳng tim nó cứ chặt đó bà vạ xin thuốc ngừa nó cứ năm bồng ca đi mà bồng ca lại là tha bồng ca ở miền tây pu ấy bà này bà năm bồng ca miền thuốc ngừa thai năm bồng ca miền tây pu cái hay cái thuốc ngừa thai lại là chân đó thuốc ngừa thai nè đây bạn dùng prapiện ngừa bồng ca cầm ói miến miến tây pu bạn này thuốc ngừa thai bột cay tiết thuốc ngừa cũng được toàn chanh này bà miên miên chờ tiết bà vậy là sai dân có bông vậy hơn bà xin ok bảo hiểm bên đây tha ok bảo hiểm thì nia rập rồn đọc bây giờ cho vậy ta thì nia rập rồn ở dụ chịu vết bảo hiểm tinh mạng ở dụ chịu vết miệng miệng bảo vệ tiện cuộc đời à đây chịu vết luôn nè bà cuộc đời chịu vết luôn nè cuộc đời chịu vết pin mà dù dân pra bờ thì nia rập rồn ở dụ chịu vết dân pra bịa bảo hiểm nhân thọ bà anh nói bịa phải dạy cái tên á bà mới đấy từ bảo hiểm nhân thọ cái gì bịa tha bảo hiểm nhân thọ thế ấy, bà dừng khơi bịa bảo hiểm nhân thọ ai nè 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 đi bịa bảo hiểm nhân thọ à, bảo hiểm nhân thọ ok bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm nhân thọ lại nó còn miền mùi đài bảo hiểm nhân thọ đài nè của bảo hiểm nhân thọ anh ấy còn miền mùi đài và bảo hiểm nhân thọ ok nâng thì đi ra đâu mà dù chịu vật bảo hiểm nhân thọ cho mua thưa cát thì đi ra đâu mà dù chịu vật vậy mà đăng ký làm thẻ bảo hiểm nhân thọ. Yeah, very good. Đúng rồi. Không nên khỏi. Đúng rồi. Đăng ký làm thẻ bảo hiểm nhân thọ. Prai chân ta bán. Nè. Bịa, dân riêng bịa dân cùng chỗ ta prai. Bảo hiểm nhân thọ. Hát ấy bằng khu kia phở bịa tha bảo hiểm cục. Bảo hiểm nhân thọ. À dụ chỉ vật. À dụ chỉ vật nhân thọ. Rồi có xe cái mệnh bây giờ hàng dạy xe cái biệt mùi tiện đúng tính mạng bà tính mạng ta được sao cái áp ra biệt tính mạng đây tính mạng dân ra ra cùng vô ở dù chịu vật mô liền sau giờ nâng bằng dân ra biệt tính mạng biệt nhân thỏa ní à biệt nhân thỏa ní bia ở dù chịu vật đá tại vì prai tạc nông bà đi bọt mùi đi hề bà đi bọt thì nế rạp rôn đi hề đập tới vì bà rùa chiếm vì cái chuyện biểu chạy tay mùi để kê bà cao nó đồng bày pra đặt nông biện này thì nế rạp rốt là dù chỉ vết dân thần dạy biện thế bảo hiểm nhân thọ à pra biện bảo hiểm tánh mạng yeah. À là bờ nông bạch bọc xến dân dạy tha ca pia ở dù chỉ vết robot nè à, bảo vệ ca pia là ca pia bảo vệ tánh mạng của bạn à nâng bàn à nâng trời đem đòn ọt khỏi được gặp bạn bọc xến dù chịu vết viên sầm khăn nè mà tánh mạng quan trọng lắm cái apra nhân thọ quan trọng lắm này họ đi cứ p na cái cái apra bị tánh mạng đây miên là chậm nói cai p ní cứ thì nia rap rốt dù chịu vết cứ trơ prá bảo hiểm nhân thọ trăm đồng một viên nâng chân rồi bây giờ play thì kê dân vậy tao viết cái gì ca play mùi mà mùi
Ok, ở con trai nè, ở con này, ngày này dân hiện bình đi sân, mà sai dân bắt đầu mê riêng bôi dân ở toàn bàn chọc tiết, mà nơi nơi mà anh clear tiết. Sai dân bắt đầu mê riêng bôi dân bắt thay tiết. Tạm biệt mọi người, ngày mai hẹn gặp lại, bye bye. Dạ, tạm biệt thầy, cảm ơn. Tạm biệt.